Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Mọi người, hôm nay em lại có một em bình. Một em bình dáng củ tỏi rất là đẹp luôn. Họa tiết vẽ tay. Hàng của Satsuma nha mọi người nhá. Đấy, như em đang quay mời tất cả mọi người xem họa tiết. Đây là vẽ hoa mẫu đơn nổi khối này. Những cái đường chỉ này là toàn bộ vẽ vàng này mọi người này. Rất là đẹp. Có một đôi chim nha mọi người nhá. Đây là một con này. Đây là con đôi chim rất là đẹp luôn, hoa mẫu đơn. Những con chim này mọi người này, những cái đường này là toàn bộ vẽ vàng hết nhé mọi người nhé. Trước này khá là đẹp luôn. Đây cho các bác xem chuyện này này. Ý, phê chưa, chuyện sát. Hàng quá là đẹp luôn. Đây, tình trạng lành tít nhé mọi người nhé. Đây này, em để em đo luôn trong em giới thiệu dần sau mọi người. Miệng của nó là 10,5 nhé mọi người nhé. Đấy, như này miệng 10,5 này mọi người này. Chiều cao của nó vào 46 nhé mọi người nhé. Chiều cao 46. Đây nhé mọi người nhé. Chiều cao là 45,5 nhé mọi người nhé. Chính xác chiều cao 45,6. 45,6. Và tiết vẽ tay rất là đẹp luôn. Đây, mà các bác dẹp em nhấc lại cho các bác xem này. Ấy, thấy chưa? Con chim này. Hàng quá là đẹp luôn. Để em đo bằng bụng nữa. Cao 46, miệng 10. Vòng bụng của nó 74 nhé mọi người nhé. Vòng bụng 74. Hàng men dạn rất là đẹp luôn. Đây, em cho các bác xem này. Đấy. Hàng quá là đẹp luôn. Và tiết vẽ tay quá là đẹp luôn các bạn. Đấy, các bác nào mà ai mà ưng ý sản phẩm này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người chốt hàng em sẽ gửi về các bác nhá. Mọi người thì cứ yên tâm, em hàng của em là em sẽ bao bể vỡ. Nếu mà có vấn đề gì về đến nhà mọi người có vấn đề gì em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Hàng em thì chuẩn tít luôn, hàng Nhật chuẩn tít luôn. Đây mọi người, dưới đáy bình nó có vẽ vàng ở cái viền này này mọi người này. Đấy, nó tạo điểm nhấn của cái bình rất là đẹp luôn. Dùng bình này không có gì mà để chê nữa mọi người. Đây cổ nó vừa bằng nắm tay, rất là đẹp luôn. Ấy, dáng quá là ok. Đấy, các bác thấy chưa, em búng chưa, không có tiếng gì là hiện tượng gì là nứt mẻ nhá mọi người nhá. Thôi em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé.